Tập 999, Yamato gặp Monosuke. Dám phang cả con xe vào mặt một tứ hoàng, chắc chỉ có cái băng này dám làm như vậy. Nami lập tức nhảy tới xin ôm đùi, có người bảo kê rồi chị mày đếch sợ bố con thằng nào nữa. Cuối cùng hai người họ cũng tới, Luffy đã có thể yên tâm lên giúp nhóm Kinemon. Chỉ mỗi tội bộ đôi nhắt cái mà thích làm màu, Usopp và Chopper vẫn còn đang làm đồ chơi cho đám quái thú nung bờ. Thấy cái nét xoay vòng vòng này có giống mấy anh em hồi nhỏ chơi lắp ghép siêu nhân không? Rồi lúc không thích chơi nữa liền ném xuống đất, dẫm nát nó như một thú vui mới. No, lần này là robot thiệt à nha, Yachiyo khởi động trạng thái cong đít chạy. Đến giữa trường quay lại bắn hỏa lực tấn công. Sau đó, hai tên tự luyến này đứng khen ngợi lẫn nhau. Akun, đứng hình mất 1000 giây chưa, hỏa lực mà lại chẳng khác nào mũi cắn với tụi nó. Và thế là, vòng đu quay, cứ mỗi phút giây lại càng đập đến sấp mặt. Yamato lên đường tìm kiếm Monosuke và bị người phụ nữ kiên trì yêu ti đuổi theo. Ta không muốn đánh nhau với ngươi, càng không muốn về đội của ông ấy. Ta còn có việc riêng phải làm. Người khủng long yêu ti mà làm tui tưởng đâu tuổi trâu không đó, cứ cắm hai cái sừng ra húc đầu người ta mãi. Cuối cùng bị Yamato tẩn một phát cho trừ cái tội cố chấp. Monosuke đang khóc bù lu bù la trong vòng tay của Shinobu thì tự dưng lòi ra một người gọi mình là con trai. Người qua đường Luffy tạt ngang, giới thiệu Yamato là một đồng minh của mình rồi đi mất. Yamato lại một lần nữa tự nhận mình là Kozukiyoden, rồi bị hai đứa kia xa lánh mới chịu vừa lòng. Shinobu mang theo Monosuke, nổ bom khói chạy trốn. Big Mom tỉnh dậy từ trong cơn phẫn nộ, dốc vẫn còn bình tĩnh nằm tạo dáng chụp hình, đối diện với nụ cười biến thái của Big Mom. Lý do mà Funky và dốc không hề trốn tránh trận đối đầu này, vì họ đều muốn Luffy trở thành vua hải tặc. Đột nhiên mặt đất rung chuyển, ba con quái thú cầm theo thiết giáp của Usopp tham chiến. Nhớ tới trận chiến ở Thriller Bun, cả băng mũ rơm đã phải kết hợp tuyệt kỹ của từng người, đóng băng cầm chân mới đánh hạ được quái thú ác. Đằng này bây giờ lại có đến ba tên. Funky bắn tia laser hạ gục thằng đứng giữa, thiết giáp của Usopp bay vút lên trời. Nào ngờ vừa quay lại đã thấy đòn đánh trực diện từ Big Mom. May thay Chinbe đã đến kịp, quật ngã bà ta, kết hợp với năng lực trái ác quỷ của Robin, lăn Big Mom như chơi ném trò bowling. Một sự hợp tác phi thường đưa sức mạnh của tứ hoàng ra ngoài chuồng gà ngồi. Funky gọi bằng Oxen truyền tin đến Usopp và Chopper, bộ đôi vừa nghe đến hợp thể robot là hai mắt sáng rỡ, quên mất máu đang chảy trên đầu. Không biết ở tập tiếp theo, Luffy đã tham chiến cùng Kinemon chưa nhỉ?